Thưa sư, đây là hình giả chứ không phải Đức Thích Ca Mâu Ni thật phải không? Một số người vẫn tương truyền nhau đây là hình do ngài Phú Lâu Na vẽ. Ê, tôi khổ quá. Cái này chú Bình An Sơn á, chú đã nói rồi. Thứ nhất á, là cái viện bảo tàng viện Hoàng gia Anh Quốc không hề có cái này nha, không hề có cái này. Đây là một cái sự giả mạo, đây là một sự giả mạo. Viện bảo tàng Hoàng gia Anh Quốc cái này nói chơi cho vui, tại cái người nói đó họ nghĩ là người ta không có điều kiện, không có cơ hội để người ta chứng minh. Nhưng mà những người đi bảo tàng Hoàng gia Anh Quốc thì họ khẳng định một chuyện là làm gì có cái này. Thành ra đây là một cái gọi là một cái lời nói dốc, một lời nói dối. Một cái điều không có, bởi vì họ, cái người mà họ nói dối cái này đó, họ nghĩ là sẽ không có ai biết. Nhưng mà lạ một điều là người ta vẫn không có tin. Đấy. À, thêm một cái chuyện nữa, thêm một chuyện nữa. Nhớ giùm. Đức Phật mình ấy, Đức Phật của mình đầu tiên là ngài không bao giờ ngài đeo trang sức nha. Đức Thế Tôn ngài không bao giờ đeo trang sức, thì làm gì có cái chuyện mà đeo nguyên cái khuyên tai ở đây. Một vấn đề nữa, Đức Thế Tôn ngài mặc dù ngài có để tóc á, nhưng tóc của ngài á, là nó ôm sát vào da đầu. Quý vị cứ tưởng tượng giống như cái cái kiểu tóc của ngài là kiểu tóc xoăn. À, sư lấy ví dụ, sư lấy ví dụ thôi đó, xoăn. Nhưng mà cái xoăn của ngài á là xoăn từng sợi, xoăn theo chiều bên phải và nó ép sát vào da đầu ha. Có nghĩa là cái tóc của ngài xoăn nó dính sát vào da đầu á. Chứ không có cái kiểu không có cái kiểu như vậy, tóc như vậy là không phải. Rồi thêm một vấn đề nữa là không hề có một dẫn chứng, không hề có một bài kinh, không, ngay cả chú giải, hậu chú giải và tất cả các tác phẩm văn học sau này không hề có chỗ nào nói là ngài Phú Lâu Na ngài vẽ, ngài biết vẽ và ngài có vẽ. Không bao giờ có. Trong kinh tạng không bao giờ có. Cho nên đây là một cái lời nói dối lớn ở trong Phật giáo. Và nếu như quý vị tin á, thì nó sẽ là một trở ngại rất là lớn đối với quý vị trên con đường học đạo và tu chứng. Bởi vì chúng ta cố gắng, chúng ta tin cái không có thật. Và cái vấn đề này đó, nếu quý vị không tin sư thì chú Bình An Sơn chắc quý vị cũng biết đó, đó là một vị học giả rất là có uy tín ở trong cái làng Phật giáo. Thì chú cũng có một bài viết tương tự như vậy, và chú phân tích, chú nói rằng cái hình ảnh đó là không có cơ sở. Và đây không phải là mới đây, mà trước đây đó, ở trong một cái quyển, trong một cái quyển sách bên vỉa hè, lâu lắm rồi, trước giải phóng,
một cái quyển sách ở trên vỉa hè thì có chụp cái hình, có đưa lên cái hình này, nhưng mà nó thuộc về cái dạng sách lá cải, cái dạng không chính thức, cái dạng báo lá cải, và nó lưu lạc như thế nào đó để bây giờ nó lại một lần nữa nó lại rộ lên. Thành ra là chúng ta là một người Phật tử, chúng ta không nên tin cái chuyện này.